Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vừa đau chân bên kia và cuối cùng cô cũng được anh bế đi. Nhưng cách bế này cổ chuối lắm. Đến cửa hàng nguyên liệu vô thay đồ và Tiểu Xuyên cũng mua tặng cô đôi dép. Vì nãy làm hỏng giày cô, mặc dù hơi xấu nhưng quả của cửa giúp nên chấp nhận. Hôm sau viên soái nhận xét bản báo của ba người nhưng chỉ trích mỗi nhân viên nữ. Còn ra không thì ở lại nghe nhận xét riêng. Cô nhân viên nói chuyện này cho tiểu nữ của cô ta liền đứng như đều nó. Vì sợ quá nên khi viên soái đứng hướng dẫn cô, thì cô liền đứng dậy nghe anh nói và còn né thấy anh. Khi một tài liệu thì cô cũng vội chạy ra khỏi phòng luôn. Biết xóa lẽ được mất cửa nhà tin. Cả khi cửa vẽ của nói chuyện với cô ra mình đổi mình chết. Nhưng ta vẫn là một. Hôm sau công đưa báo cáo cho biết xóa xem. Còn ba đồng nghiệp của cô thì đứng là đáng chuyện. Biết xóa sau đó nhận được tin nhắn là tấn công. Thì cô bắt đầu run rẩy. May ra cần an ủi và thúc phục được để cô nói ra hết sự thật. Thì ra họ xem đã cố ý lợi dụng sự nổi tiếng để làm nói chuyện đồng bạn với đồng tâm. Còn đưa chứng cứ ghi âm cho Giang Quân và cầu mong Giang Quân hãy giúp cô. Nhưng cả hai người không có người khác chụp lén rồi gửi thẻ đến đỗ tổng. Đến tháng gì, Giang còn chạy vào ngõ cụt nữa nên Giang Quân có cơ hội lấy lại cảnh sát. Trong lúc Giang co thì cô bị đứt ngã bị thương tay và điện thoại cũng bị vỡ. Đưa xóa thấy Giang Quân vẫn chưa về nhà thì lấy máy gọi cô. Thì thấy cô đang bị thương đi bộ về nhà. Anh xuống lấy cô lên phòng anh để xử lý con vết thương. Cô nói hết mọi chuyện về Vạn Sương cho viên soái ảnh cô nói chuyện với Đỗ Lỗi và nói cô kết nối với giám đốc công ty đối thủ. Chẳng hạn như việc cho rằng Giang Quân để liên quan đến các chuyện việc ông Quang làm việc, nên viên soái cũng được tạo cảm giác thích thú nhất ảnh của Giang Quân để hiểu rõ mọi chuyện liên Giang Quân đến nhà nhà ông. Nhưng sớm hơn cô một bước, anh ta dùng lời lẽ có thể đe dọa cô và làm thợ. Cứ tưởng đi sang, anh là người mà viên soái nói là được cười giúp của Lê Lê. Đang ở dưới cửa hàng tạp hóa, cô học nhanh chóng diễn ra và Vạn Sương đã thực hiện hai việc. Đầu tiên là dừng hợp tác với công ty người khác, thứ hai là cách chức phó giám đốc của Lạc Thang. Sau đó Vạn Sương đưa ra bằng chứng viên soái và Lạc Thang kết cấu với nhau nhằm để phỉ báng ông, rồi tiếp nhấn mạnh các tội lỗi của hai người này. Còn bên này dữ liệu đã được Tiểu Xuyên khôi phục xong, Giang Quân sau đó nhanh chóng đến cuộc họp. Hôm sau Đỗ Lỗi và viên soái đưa xe với nhau, cùng mua khá 2 tấn nhưng Đỗ Lỗi đã thuê sát viên soái. Quả nhiên hiện viên soái đến cao chẳng để đưa xe mà Đỗ Lỗi đưa phải khởi khác, mà Giang Quân đã dự được đối tượng đưa đi ngoài. Hãy subscribe cho kênh Quang.
Thank you.
là nhà ai gieo sớm được lâu là gieo nó con gì nó cắm. Lấy quả đây bán cho bà quả kia. Được rồi, cái này ít nữa đó, ít nha đây bà. Tiên bà ấy mua 20.000 bà lại cho nó 10.000. Thế là sao? Rồi, con cũng như là 20.000 quả à? Quả này được 20.000. Quả rẻ bà đấy. Bà ngồi đây mà. Quả rẻ là gì đó. Trời, nó coi tốt tí thì nó đứng lên. Không.
cháu ơi, cháu ra đây. Ai? Nhà đâu mà lan ra đây? Hai uống nước vào. À, ngồi dọn vào kia. Đâu đi ra đây, mày lăn ra đây, ngất ra đây. Hả? Nhà cháu ở tận đâu? Cái gì bao gì kia? Về chai à? Đi nhặt, đi nhặt về chai, đói quá là lăn ra đây gì? Phải không? Có cái bánh không cái gì đây? Nhà cháu ở đâu? Không có nhà á? Em một mình à? Thế bình thường ở đâu mà ra đây, hôm nay lại đi ra đây? Cống á? À, ngủ ở cống à? Ăn đi, ăn vào cho đỡ đói. Cái nước kia, ăn từ từ thôi. Về chai từ bao giờ đây? Là từ sáng à? Tỉnh táo chưa? Đỡ đói chưa? Sao rồi gì? Nên đi cẩn thận nhá. Chú đi về đây. Đi gọn vào nhá, không lại lăn ra tiếp nhá.